Khoảnh khắc ông Trump bị bắn trên bục diễn thuyết. Trong sự kiện tranh cử diễn ra tại Pennsylvania, cựu tổng thống Donald Trump bị bắn và chảy máu. Cựu tổng thống được nhìn thấy đưa tay lên tay phải của mình trước khi cúi xuống sau bục phát biểu trong khi những người trong khán phòng la hét. Phát hiện ra máu ở bên phải khuôn mặt của ông Trump, các nhân viên an ninh đã hộ tống cựu tổng thống rời khỏi sân khấu vào một chiếc SUV. Hiện ông Trump đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế. Hiện lực lượng hành pháp Mỹ đang điều tra vụ nổ súng như một âm mưu ám sát. Theo BBC và CNN, hai nguồn tin cho hay kẻ nổ súng đứng trên mái nhà, bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện tranh cử. Nhiều nguồn tin từ cơ quan hành pháp Mỹ cho hay đối tượng này là một tay súng bắn tỉa. Richard Goldinger, công tố viên quận Butler, nơi xảy ra vụ nổ súng nói, đối tượng đứng cách nơi tổ chức sự kiện vài trăm mét. Hiện chưa rõ danh tính và động cơ của tên này. Ngoài ra, cũng chưa biết rõ có bao nhiêu người có mặt tại sự kiện tranh cử của ông trong khi vụ nổ súng diễn ra. FBI cho hay, cơ quan này đang phối hợp với mật vụ Mỹ để điều tra vụ việc. Nước Mỹ có lịch sử bạo lực chính trị và các tổng thống, cựu tổng thống và ứng cử viên đều được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Tổng thống John Kennedy bị ám sát năm 1963 khi đang đi trên đoàn xe hộ tống và em trai ông là Bobby Kennedy bị bắn chết năm 1968. Tổng thống Ronald Reagan đã sống sót sau một nỗ lực ám sát vào năm 1981.